Mỹ Vân và Băng Châu xin thân ái kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của chúng tôi với một số tin chính như sau. Nhiều người Venezuela hối hả vượt biên sang lãnh thổ Ecuador trước khi Peru thắt chặt chính sách di trú. Thị trấn biên giới Dero của Israel bị tấn công bằng quả tiễn. Tổng thống Trump kêu gọi Quốc hội mau chóng phê chuẩn hiệp ước thương mại với Canada và Mexico. Việt kiều Mỹ bị án 7 năm tù vì buôn lậu. Và ngay bây giờ Mỹ Vân sẽ đến với bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Thưa quý vị, nhiều người Venezuela hối hả vượt biên sang lãnh thổ Ecuador trước khi Peru thắt chặt chính sách di trú. Giới lãnh đạo Ecuador vào ngày thứ Tư ngày 12 tháng 6 đã gửi nhiều xe bus tới khu vực biên giới giáp danh với Colombia để hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp đến từ quốc gia đang bị chìm đắm trong khủng hoảng Venezuela, trong bối cảnh đoàn lữ hành đang có kế hoạch sang Peru để tị nạn trước thời hạn ngày 15 tháng 6 tới đây. Thể theo một nguồn tin từ phía chính phủ, có khoảng 4.000 người Venezuela trong vài ngày qua đã vượt biên ra ngoài quốc. Tính trung bình, vào mỗi ngày có khoảng 1.600 người quyết định rời bỏ xứ ra đi. Vì tình trạng quá tải nên nhiều người đã bị kẹt xe lại trên đường biên giới Colombia và Ecuador trong suốt 24 tiếng, bao gồm những người tàn tật như ông Lassides Castro. Được biết trước đây, Ecuador và Peru từng ban hành chính sách cho phép người nhập cư Venezuela đi vào trong lãnh thổ mà không cần có sổ thông hành. Tuy nhiên, luật này đã bị thay đổi gây bất lợi cho các di dân có nguyện vọng rời khỏi Venezuela. Đạo luật yêu cầu người nhập cư phải có passport do Peru khởi xướng sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6, đồng nghĩa với việc những người Venezuela phải chạy đua với thời gian để tới được Peru. Kính thưa quý vị, thị trấn biên giới Dero của Israel bị tấn công bằng quả tiễn. Một quả rocket khai hỏa từ giải Gaza đã vừa rơi xuống căn tư gia tọa lạc tại thành phố Dero, thuộc vùng biên giới phía nam của Israel vào ngày thứ Năm 13 tây tháng 6. Nhưng may mắn không có bất kỳ một ai bị thương vong. Dựa vào nguồn tin an ninh do chính phủ cung cấp, mặc dù không có bất kỳ một ai đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công bằng quả tiễn, nhưng giới chức đã nghi ngờ thủ phạm chính là các chiến binh người Palestine đang phục vụ cho phong trào Hồi giáo Hamas, là kẻ thù truyền kiếp của Israel. Nhằm để đáp trả, quân đội Tel Aviv cũng đã gửi phi cơ đến tấn công các xào huyệt của phe Hamas trên dải Gaza. Căng thẳng trong vài ngày qua đã gia tăng lên một tầm cao mới sau khi Israel ra lệnh đóng cửa hải phận nối liền với dải Gaza, không cho phép các ngư dân hành nghề đánh bắt cá. Được biết, từ lâu phe Hamas đã bị chính phủ Israel liệt vào danh sách khủng bố. Không dừng lại ở đó, Israel còn áp đặt lệnh cấm vận kinh tế khiến cho người dân Gaza lâm vào cảnh sống thiếu thốn, lầm than. Kính thưa quý vị, phát hiện thi thể một trẻ em Ấn Độ tại biên giới Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Arizona, nhà chức trách đã cho biết thi thể của một trẻ em được cho là một bé gái 7 tuổi đến từ Ấn Độ đã được tìm thấy gần biên giới Arizona, Mexico. Và thi thể được nhân viên tuần tra biên giới tìm thấy vào sáng thứ Tư cách thành phố Lukeville khoảng 17 km về phía Tây. Bé gái được cho là đi cùng với một nhóm 4 người và được các nhóm 4 người thả xuống gần biên giới. Các nhân viên ở Tucson sau đó gặp được hai người phụ nữ đến từ Ấn Độ. Những người này nói rằng họ đã tách ra với một phụ nữ đi cùng hai trẻ em vào vài giờ trước. Thi thể bé 7 tuổi được tìm thấy phía nam biên giới, cách biên giới vào khoảng vài trăm mét. Vào cuối ngày thứ Tư, nhân viên tuần tra biên giới phát hiện nhiều dấu chân cho thấy người phụ nữ và trẻ em còn lại trong nhóm di dân Ấn Độ đã đi ngược trở về Mexico. Chiến dịch kiểm soát bệnh Ebola được áp dụng trên đường biên giới Uganda và Congo. Giới chức trách Uganda hiện đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm Ebola, trong đó bao gồm cách dựng lên những trạm kiểm soát y tế ngay trên đường biên giới giáp ranh với quốc gia láng giềng Congo vào ngày thứ Năm 13 tây tháng 6. Truyền thông địa phương cho biết, chính sách phòng ngừa nêu trên được áp dụng sau khi có hai người mắc bệnh đi qua khu vực biên giới quốc tế, khiến cho một trẻ em ngã bệnh dẫn tới tử vong. Đây cũng là lần đầu tiên dịch bệnh được ghi nhận tại Uganda, kể từ khi đợt bùng phát tái bắt đầu ở Congo hồi tháng 8 năm ngoái. Tính đến tận thời điểm hiện tại đã có 1.390 người qua đời vì dịch bệnh Ebola tại phía đông Congo. Để đề phòng chuyện đáng tiếc xảy ra, tất cả những ai có triệu chứng của Ebola khi đi qua biên giới đều bị Uganda giữ lại, sau đó mang đi điều trị cách ly. Bệnh này thường lây lan qua đường dịch tiết của cơ thể, khiến cho người bệnh bị ói mửa, tiêu chảy, sốt cao và xuất huyết trong người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cung cấp thêm 4.000 liều vaccine phòng bệnh và sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch chích ngừa vào cuối tuần này ở Congo và Uganda. Kính thưa quý vị, một vụ đánh bom khủng bố đã khiến 9 người bị thiệt mạng tại thành phố Jalalabad của Afghanistan. Một kẻ tấn công tự sát đã vừa cho kích nổ quả bom mang theo trên người nhắm mục tiêu vào xe tuần tra của cảnh sát tại thành phố Jalalabad thuộc mạn đông của Afghanistan vào ngày thứ Năm 13 tháng 6, khiến cho ít nhất là 9 người bị thiệt mạng, trong đó bao gồm nhiều thường dân. Phát ngôn nhân văn phòng thống đốc tỉnh Nagata, Atahula, đã vụ nổ cho biết, vụ nổ đã xảy ra khi xe của cảnh sát đang lăn bánh ngang qua khu vực dân cư sầm uất. Hơn một nửa trong số các nạn nhân kém may mắn được xác nhận là dân thường, phần còn lại đều là cảnh sát viên. Ngoài ra, chỉ còn có 12 người khác bị thương tích nghiêm trọng. Do số người bị thiệt mạng đang được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới đây. Mặc dù vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom đẫm máu, nhưng trong thời gian gần đây, lực lượng phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS thường xuyên đứng sau các vụ tấn công nhắm vào mục tiêu là chính phủ và trường học tại thành phố Jalalabad của tỉnh Nagata. Tiếp tục phần tin thế giới, lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc khiến 61 người bị thương vong. Có đến 61 người được cho là đã bị thiệt mạng và 356.000 người khác đã được lệnh di tản khẩn cấp tới nơi an toàn sau khi những cơn mưa nặng hạt liên tục trút xuống gây nên tình trạng lũ lụt tại phía nam và miền trung của Trung Quốc tính đến ngày thứ Năm 13 tháng 6. Trong một phát biểu đưa ra trên đài truyền hình, cơ quan giải quyết thiên tai cho biết đã có 9.300 căn tư gia bị nước lụt san bằng và 3,71 triệu hecta ruộng vườn đã bị tàn phá, gây tổn thất về mặt tài sản lên đến 13,35 tỷ yuan, tức tương đương với khoảng 1,93 tỷ Mỹ Kim. Hơn 4.300 người đã được các nhân viên cứu nạn đưa ra khỏi biển nước tại tỉnh Quảng Đông và Trùng Khánh, gần thượng nguồn của sông Yangtze. Tháng 6 là mùa mưa tại khu vực châu Á, nơi thường xuyên xảy ra hạn hán, làm tổn hại tới mùa màng. Trong khi ở phía Bắc Trung Quốc đang bị chìm đắm về khô hạn, thì các khu vực ở phía Nam lại phải hứng chịu những cơn mưa khiến cho giới chức lo ngại mực nước trên sông sẽ bị vỡ bờ, làm cho tình trạng lũ lụt ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Kính thưa quý vị, tranh cãi nổ ra bên trong Ủy ban lập pháp Hồng Kông liên quan tới lệnh dẫn độ. Nhiều màn tranh cãi đã nổ ra tại phiên họp của Ủy ban lập pháp Hồng Kông vào ngày thứ Sáu 14 tháng 6, khi giới chức trách đang thảo luận về việc nên hay không nên ban hành luật dẫn độ gây tranh cãi, vốn đã khơi mào nên phong trào biểu tình phản đối suốt thời gian qua. Mặc dù cuộc họp chỉ mang tính tranh luận ôn hòa, nhưng một số nhà lập pháp với chủ trương ủng hộ cho phong trào tự do dân chủ đã bất ngờ xảy ra tranh chấp xô xát với người đối diện. Hầu hết đều là những giới chức ủng hộ cho trưởng quan hành chính Hồng Kông. Do không kiểm soát được tình hình nên cuộc họp đành phải hủy bỏ. Và sự việc nêu trên xảy ra sau khi có hàng chục ngàn người biểu tình bị cảnh sát dùng vũ lực giải tán trên các đại lộ dẫn vào trụ sở hành chính của Hồng Kông. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tầng 18.14. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.